vô trời mưa, cho anh ngày không thôi, để mừng em nhắn thương ngoài. Trời ơi, ba dữ. Quá ghen rồi. Ôi, ghen tị luôn. Anh chị hồi nào giờ cũng vậy hoài đó. Một mối tình phải nói chứ, tuyệt vời. Mấy em thấy càng ngày gặp anh chị thì càng ngày tình cảm nó càng thương nhiều hơn. Tình cảm nó càng sâu đậm hơn nha. Nhiều cặp đi hát chung ta cũng ngưỡng mộ lắm. Ghen tị rồi. Có sự xuất hiện của anh Bình nha, có chú anh chị, chồng của chị Kim Hồng. Thì anh Bình mới về tới nhà này nha, cả nhà. Sao có này đẹp trai hơn trước quá anh Bình. Ồ. Anh Bình chào tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong người nước nha. Anh em cho em gửi coi. Quá đẹp rồi anh Bình ơi. Anh Bình vẫn đẹp trai như ngày nào nha. Không độ dễ sợ luôn á. Cảm ơn mấy em nha. Bình, được không? Nữa nè ha. Từ từ 2014 đi anh tính. tính giờ luôn đi. Mấy em lại đây lâu chưa? Mới nãy giờ trời, nửa tiếng. Ủa, nãy giờ anh đi đâu? Anh đi làm dưới mà bà chị ba bữa nay bà cúng bà ngoại anh. Thành anh cũng không có nhậu nhẹt, anh đi về sớm. Anh bệnh mà. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ôi quá phong độ luôn. Quá phong độ rồi, trời ơi. Dạ yêu. Em yêu. Ủa, em yêu. Đợi đó. Anh. Ôi ơi, mà trong... Sao mà dính như Sam vậy? Hồi nào giờ vậy đó mấy em ơi. Anh mới về, anh có nên bắn gì nghe em đâu không? Anh đi đám mà anh... Đi đám nhỏ mà không nên bắn về. Gấp đi quá không có. Có đòn bánh tét đó. Có đòn bánh tét. Đòn này đòn bánh ú. Ôi. Con bánh là con già của chị á. Dạ. Qua bên La Dung đi. Bích Hồng. Hồng mới liên lạc với thằng Tính mà được. Ừ rồi. Chúc đi. Hồng bánh đi. Chúc qua La Dung chơi luôn nha. Đi chứ. Đi vườn luôn coi. Lâu lâu mình lâu lâu anh em mình hợp mặt mình phải xuất hiện mới được. Giữ không mà trời. Hả? Không giữ nữa hả? Ừ. Ôi. Sao mình ướt. Ơn hoài cũng còn teo ngắt. Chịu không nổi nha. Con này con diện mình. Này hả? Này khô mà khô này không phải cá lẹp kêu cá gì không biết. Khô mật đi. Khô mật không. Thôi khô gì của mình cũng được mấy em ơi. Khô chắc khô cái lưỡi câu quá. Dạ. Thôi bây giờ hai người ngồi đây đi rồi mình kể lại chuyện tình của hai người hồi xưa sao cho khán giả biết là lâu rồi. Không nhớ nữa nè. Nhớ lại thì mới đây quen nhau cũng gần 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi ha. Gần thôi chứ chưa. Rồi mà thì, hổng gà tụi em không có vô là chị Hồng với anh Bình có đi ca đi hát. Có chứ mấy anh đi qua bên cạnh bên em á bạn á. Hát lên tới gần cầu Lai Dung. Đưa trong xã Tân Phước á. Cây xăng Hùng Hiếu quẹo vô đó. Đã đi vô đó Tân Phước 1, Tân Phước 2 rồi đó. Sao nãy bà nói bà đi mình không ngủ bà. Có không á nha. Nói vô. Thiệt không? Tại nay chị Hồng nói kìa. Trời ơi, anh Bánh Sinh có nói gì không? Không à. Em đâu có nói đâu, em không rước chị đi gì hết. Em đi với anh rồi, em đâu có nói. Có không? Đừng nói dốc khán giả nha, nói gì đâu cũng được vậy được nha. Gà con của anh. Lâu quá gặp mấy em lại em nào cũng mừng quá mà con em nào cũng còn trẻ hơn anh. Dạ, trẻ hơn anh nha. Nhưng mà phong cách không bằng anh. Anh thì tại vì mang tâm hồn nghệ sĩ thì anh cũng gắng cố gắng giữ cái phong cách cái Z của mình vậy đi. Chứ cũng đuối lắm em ơi. Công nhận anh Bình mang tâm hồn nghệ sĩ. Bây giờ mang tâm hồn nghệ sĩ mà không thấy nãy giờ không thấy tặng cho em bài gì hết trơn. Gì ha? Ủa? Thôi giờ tặng cho em bài coi mang tâm hồn nghệ sĩ coi. Ru. Cha là bài gì vậy? Cái bài gì mà bữa nay mấy tụi em đến chơi mà gọi là bài gì anh thích đi. Anh vui. Anh thường đi mà anh hát á. Ca liên khúc đi chứ ca được đi. Nhiều quá anh không có. Không nhớ nha. Không có nhớ được. Tại anh phần đông anh cũng ca trên mạng không, không có ca đờn, mình không có thuộc bài. Mình đi. Rồi hai chồng xong ca đi. Sao hai vợ chồng mình xong ca. Người tình không đến đi. Người tình không đến. Người tình không dĩ dãn, phải chuyện tình không dĩ dãn. Ừ. Tôi quen rồi. Em ca đi em. Đó trời mấy bài đó ngang sao cái tự nhiên mình không có nhớ. Thì quen biết em trong một đêm tình cờ gì đó.
mà cao tờ ca cao hứng chơi thôi đi. Đúng rồi, cái gì nữa ngẫu hứng thì nó mới hay. Về thì đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém chuyện chung mình em đó. Quên rồi. Coi câu khác. Phai nắng con mình xuống. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém chung mình. Bảy năm tài những chiều hẹn nhau mua nhỏ nghe ước nhận mỗi em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh nhớ em nhập nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi nhưng đã biết mình yêu nhau rồi. Lỡ yêu rồi làm sao quên được, Kim Hồng ơi. Quá dữ. Những đêm buồn nhìn về xi vắng xa xôi, bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao. Em giờ đánh quên sao, tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương thôi là bao. Mệt quá. Ôm nhé hai chiều gió nhờ. Quá dữ. Anh nào ngần còn sao anh mới. Anh tới rồi nè. Thái mồm màu hoa mau chiến chiến, anh cài lên mái con thề. Người đẹp của anh, người đẹp của anh đã lên màu áo tím. Anh nói anh yêu, anh xin mẹ nhớ cô. Mẹ cười cười khẽ nói, con ấy mẹ thành là xinh. Xinh lắm hả em? Em trong mong chiều chúa nhận đã đến rồi, có trời không có nắng. Trong nhà tôi có nắng đi. Chiến cho trời mưa, cho anh ngày không khói, để mừng em nhắn thương ngoài. Quá dữ. Quá ghen rồi. Ôi, ghen tị. Anh chị hồi nào giờ cũng vậy hoài đó. Một mối tình phải nói chứ, tuyệt vời. Mấy em thấy càng ngày gặp anh chị thì càng ngày tình cảm nó càng thương nhiều hơn. Tình cảm nó càng sâu đậm hơn nha. Nhiều cặp đi hát chung ta cũng ngưỡng mộ lắm. Ghen tị không? Ghen tị, ghen tị. Nhiều khi anh chị hứng cái vô quán kiss me tại quán luôn. Đúng vậy đó, ăn cháo lử luôn cả đó. Ừ, chuyện mình thương mình vui mình đâu sợ gì. Quá dữ rồi. Tình cảm mình chân thật mà mấy em có sợ gì đâu. Quá xa. Nóng. Này hầm quá ha. Hầm nắng. Quá nắng. Chưa hầm nắng em ơi. Dạ. Rồi thường là anh đi rồi tới trưa là anh về đó hả anh Bình? Trưa khoảng 3 giờ. Có khi anh về anh làm đồ ăn. Đi nó không, đi mua đồ ăn về ăn khoảng lắm. Lúc này mua đồ ăn hộp sẵn là nhiều hơn. Dạ. Chứ không có nấu ha. Ít nấu. Không có thời gian hả? Không có thời gian. Giữ gì đó anh Bình? Không cho bả nhà nấu hả? Không có chờ nấu. Sáng anh đi sớm rồi tới trưa anh về quay tới quay lui cái anh đi nữa rồi. Nghỉ đâu được nhiêu đâu. Chiều không, chiều anh 3 giờ là anh về luôn, có chiều tối là anh đi ca chơi á. À, tức là mình đi làm sáng mấy giờ đi? Sáng khoảng 5 giờ mấy là anh phải đi. Chạy xuống dưới gần cả tiếng. Đúng rồi, tới 3 giờ là anh về. Về là tối ngủ ở đâu? Tối ngủ đây chứ đâu. Ngủ đây ha. À, anh không phải ngủ đâu hoài à, có nhỏ ngủ ngủ cái giường hạnh phúc mình đó, giường phải không, giường có cô gì anh Mỹ cho đó. À, ngủ giường đó nhớ cô nó kỷ niệm. Anh nằm trong hay nằm ngoài? Thì nằm trong hay nằm ngoài? Nằm trong nằm ngoài gì cũng được, mà anh nằm trong hay nằm ngoài nói coi. Anh nói gì nói thì còn luôn nằm đi. Ở trên đó. Hả? Nằm trong hay nằm ngoài? Nằm ngoài đi. Mừng quá, mừng quá. Thôi, chung sớm rồi.
không, ý đó nhờ không mà. Cái này là trùng ý với bé nè. Để rồi thì em bắt bài rồi. Rồi bây giờ mình ra ngồi với mẹ đi anh Bình ơi. Đi. Thôi bây giờ chào khán giả đi ha. Thôi mình vợ chồng Khánh Bình và Kim Hồng chào tất cả anh chị khán giả nha. Rồi. Rồi.